Tại Đông Nam Bộ, cao su được trồng nhiều trên nền đất bazan, đất đen và đất xám. Để khai thác cây cao su đạt hiệu quả cao về cả năng suất và độ mủ cho niên vụ 2024 với từng loại đất trên, bà con sẽ cần chú ý dinh dưỡng cho cây cao su ra sao, nhất là ở thời điểm này khi toàn vùng đã bước vào mùa mưa. Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Phạm Anh Cường, trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Kính chào quý vị khán giả, kính chào bà con nông dân. Những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp xin được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con nông dân, trong khi cây cao su đang bước vào một niên vụ mới, thì những dự báo mới nhất cho thấy là năm 2024 sẽ là một năm rất khắc nghiệt với ngành cao su. Khả năng cao sẽ làm giảm sản lượng cao su tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nguyên nhân là bởi vì sắp tới, thời tiết có sự chuyển giao giữa hiện tượng El Nino và La Nina. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến thăm vùng đất của cây cao su miền Đông Nam Bộ và tìm hiểu các công việc mà nhà vườn nơi đây đã và đang chuẩn bị cho cây cao su ứng phó trong niên vụ mới. Tại các vườn cao su Tiểu Điền ở Bình Phước, nhiều vườn cây cao su xanh tốt cho năng suất cao với độ mủ lên đến 40. Đây là kết quả của quá trình thay đổi thói quen từ việc chỉ bón thuần phân đơn sang bón các sản phẩm NPK chuyên dùng cho cao su, được bổ sung đầy đủ các chất trung vi lượng. Và theo anh Lê Văn Thành, huyện Lộc Ninh, với cách làm này, gia đình anh đã thu về nhiều lợi ích khi vườn cây phát triển đều cho năng suất và chất lượng mủ cao ổn định, mang về thu nhập cao cho gia đình. Năng suất càng cao thì giống như nếu như mà tính trên diện tích mà một hectare của nó là cũng được trên một tạ, chất lượng hẳn hàm lượng là cao, giống như độ của nó là tới 40, phải có phân bón, có phân. Cho nên nếu như mình trồng mà không có phân thì không có cái gì phát triển nổi. Phải có phân nó mình bón, nếu như mà giá cả thì mình tăng phân, giống như một hectare mình 5 bao thì mình bón thêm 6 7 bao gì đó. Mình thì chất lượng mủ hẳn lên, cây hẳn đạt theo chuẩn. Súng lá nhiều, xanh đầm là mũ nhiều. Thì phân bón đầu trâu này là còn cái trước hết là hẳn dạng thuộc hỗn hợp, hẳn trôn tất cả các thứ lại rồi. Chỉ là mình đỡ cái công vận chuyển là một nè. Vì mình bón là mình khỏi trôn với nhau là hai nè. Thì mình bón hẳn khỏe hơn, cái hàm lượng mũ cao hơn. Mình phải rải đều. Rải đều giống như đầu mùa mưa là bắt đầu mình rải đều là phải mình cán sao mà có mưa xong là mình bón là mau tan nên khỏi bọc nên có hiệu quả. Theo anh Thành, thực tế những năm cao su chạm đáy, gia đình anh và bà con nơi đây cũng chỉ duy trì dinh dưỡng cho cây ở mức thấp bằng các loại phân đơn khiến vườn cây sinh trưởng phát triển kém, dễ nhiễm các loại sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng năng suất mủ thấp. Việc phục hồi vườn cây sau khi giá mủ tăng và phát triển như hiện nay cũng mất nhiều thời gian. Theo các nhà khoa học, đối với những vườn cao su Tiểu Điền, hiện nay vẫn tồn tại tính kém bền vững do vòng xoáy, chặt trồng chặt hay những lúc giá mủ lên cao, bà con dồn sức khai thác một cách cạn kiệt trong khi việc chăm bón chủ yếu dùng phân đơn với tỷ lệ thiếu cân đối, không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây. Để khai thác cây cao su hiệu quả, bền vững, các nhà khoa học khuyến cáo nhà vườn cần chú ý, nhìn nhận và xem xét lại các định mức về quản lý chăm sóc vườn cây đúng quy trình kỹ thuật, nhất là chế độ bón phân cân đối. Nên bón phân theo tính chất đất để đạt hiệu quả cao về năng suất và vừa tiết kiệm phân bón. Theo đó, ngay từ đầu mùa mưa, để cây tăng trưởng mạnh, bộ rễ khỏe, ăn sâu, hạn chế đổ ngã, tăng năng suất và chất lượng mủ, đồng thời tăng sức chống chịu với điều kiện bất lợi và tăng độ phì nhiêu của đất, bà con nên chọn các sản phẩm phân bón chuyên dùng có bổ sung trung vi lượng như đầu trâu cao su kinh doanh. Đặc biệt cần chú ý, để đạt hiệu quả tối đa thì lượng bón và thời kỳ bón cần phù hợp với từng vùng đất khác nhau, cụ thể như với đất đỏ bazan, đất đen chia làm 3 đợt, đầu mùa mưa bón từ 200 đến 250 kg một hecta, giữa mùa mưa bón từ 100 đến 150 kg một hecta, cuối mùa mưa bón từ 150 đến 200 kg một hecta. Với loại đất xám bạc màu,
Đầu mùa mưa, bón từ 250 đến 300kg một hectare. Giữa mùa mưa, từ 100 đến 150kg một hectare. Cuối mùa mưa, 150 đến 250kg một hectare. Bên cạnh đó, mỗi năm cần kết hợp bón thêm phân hữu cơ, nhất là với đất xám bạc màu vốn giữ nước và dinh dưỡng kém. Theo đó, phân chuồng hoai mục bón từ 15 đến 20 tấn một hectare, hoặc phân hữu cơ đầu trâu organic đa dụng để nâng cao độ phì của đất, giúp bộ rễ cây cao su phát triển tốt, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng của cây trồng, từ đó tiết kiệm tối đa lượng phân khoáng bón vào đất. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của niên vụ mới 2024, để cây cao su phát triển tốt cho năng suất chất lượng mũ cao, bà con cần phải chú ý áp dụng đúng kỹ thuật, trong đó chọn đúng loại phân bón phù hợp, đóng vai trò quan trọng. Trong sản xuất, tập quán của bà con nông dân thường là do cái giá phân bón cao cho nên bà con sử dụng các loại phân đơn rồi trộn lại với nhau để cho cái phân chi phí cho phân bón nó giảm xuống. Tuy nhiên với cái cách bón này thì nó sẽ vướng phải một số các nhược điểm. Thứ nhất là trong cái phân đơn, ví dụ như ure, DAP và kali, bà con trộn lại với nhau thì nó sẽ không có những yếu tố trung vi lượng cần thiết cho cái cây cao su phát triển. Cái thứ hai là khi mà chúng ta trộn lại các loại phân đơn này với nhau thì cái tỷ lệ dinh dưỡng đạm lân kali phần lớn là không đúng với cái nhu cầu của cây trong cái giai đoạn mà nhất là giai đoạn đầu mùa mưa, bước vào giai đoạn để mà cây tăng trưởng mạnh và nó cho cái sản lượng mủ lớn, thì đấy là một cái hết sức cái bất cập của bà con nông dân sử dụng các loại phân bón đơn. Thì để mà có những cái quy trình hướng dẫn cho bà con nông dân sử dụng các loại phân mà có hiệu quả cao nhất thì công ty đã có một cái bộ sản phẩm phân bón chuyên cho cái cây cao su kinh doanh. Đây là cái loại phân bón mà đã được bà con ở cái vùng Đông Nam Bộ cũng như là vùng Tây Nguyên, là hai cái nơi mà có diện tích trồng cao su lớn nhất cả nước, đã sử dụng rất là nhiều. Với cái loại phân NPK chuyên dùng cho cao su này thì nó có cái tỷ lệ đạm lân kali hợp lý, về đạm lân kali và cộng với một số các chất trung vi lượng rất cần thiết cho cái sinh trưởng phát triển, đặc biệt là nó tạo ra cái sản lượng mủ và cái chất lượng mủ, tức là cái hàm lượng chất khô trong mủ nó rất là cao. Thì để mà có cái năng suất chất lượng của cái mủ cao su cao thì ngoài cái việc mà sử dụng phân NPK thì trên các loại đất khác nhau thì chúng ta phải có những cái biện pháp canh tác và sử dụng phân bón cũng đi theo đó là cũng có những cái khác nhau. Ví dụ như là trên đất xám, đây là cái loại đất mà nghèo dinh dưỡng, thường là bị mất nước vào mùa khô, thiếu nước vào mùa khô thì chúng ta cần phải bổ sung cái hàm lượng hữu cơ. Cái lượng bón hữu cơ đây có rất nhiều loại, ví dụ như hữu cơ chế biến rồi là hữu cơ truyền thống. Chúng ta có thể bón cùng với cái đợt bón vào đầu mùa mưa này. Cái lượng bón có thể từ 10 đến 15 tấn đến 20 tấn trên 1 hectare. Đối với phân hữu cơ thì chúng ta bón nhiều thì nó sẽ ổn định cái môi trường đất và nó sẽ làm cho đất chúng ta được tốt lên. Đấy, còn nếu như mà chúng ta mà chỉ sử dụng phân khoáng, không sử dụng phân hữu cơ thì trong quá trình khai thác lâu dài thì cái đất chúng ta sẽ bị suy thoái và như thế thì sản lượng mủ của những cái năm sau nó sẽ bị giảm xuống. Đối với cái đất đỏ Ba Gian đây là một cái loại đất mà tương đối là tốt, có độ tầng dày rất là sâu thì cũng phù hợp với cây cao su. Thì đối với loại đất này thì chúng ta ngoài cái việc mà NPK chuyên dùng đầu trâu cao su kinh doanh thì chúng ta cũng có thể bổ sung cái phân hữu cơ hàng năm vào, có thể là phân hữu cơ chúng ta có thể là bón vào đầu mùa mưa cùng với cái đợt bón phân NPK. Khi vào đầu mùa mưa là khi đất mà đủ ẩm và mưa đều thì chúng ta có thể sử dụng là bón cái loại phân NPK chuyên dùng cho cây cao su, tổng cái lượng bón cho 1 hectare từ 350 tới 600kg chia làm 2 lần bón vào giai đoạn đầu mùa mưa, cuối mùa mưa. Với cái cách bón như này thì cái sản lượng mủ của chúng ta sẽ đạt được yêu cầu.
Thưa quý vị và bà con, như thường lệ, tiếp sau phần tư vấn của chuyên gia sẽ là thời lượng dành cho tiểu mục Alo Canh Tác Thông Minh. Theo cái thông tin của gia đình cho chúng tôi biết được thì năm nay do cái điều kiện như vậy thì có hai trường hợp xảy ra. Nếu như mà chúng ta có chủ động về nước tưới thì chúng ta có thể bón phân vào cái giai đoạn mà sau khi thui bông khoảng 30 ngày là chúng ta có thể bón phân được rồi để nuôi trái. Và cái lượng phân, cái loại phân mà chúng ta sử dụng là công ty đang khuyến cáo cho bà con sử dụng cái loại phân NPK 19-12-6 cộng với trung vi lượng. Đây là một loại phân mà chúng tôi gọi là cái phân tăng trưởng để nó phát triển với kích thước trái rất là nhanh. Và cái lượng bón khuyến cáo của chúng tôi cũng không nhiều, nó chỉ từ 0,5 đến 0,6 kg trên một gốc. Đó. Và chúng tôi cũng nói luôn, trong cái bộ sản phẩm của công ty hiện nay đang khuyến cáo thì là đầu mùa mưa chúng tôi sử dụng cái loại phân bón NPK 19-12-6 với cái lượng bón là từ 0,5 đến 0,6 kg trên một cây. Và vào giữa mùa mưa thì chúng tôi khuyến cáo bà con sử dụng cái loại phân cái NPK chúng tôi gọi là đầu trâu chắc hạt, thì nó là cái hàm lượng của nó là 16-69 cộng với trung vi lượng, thì cái lượng bón cũng chỉ 0,5 đến 0,6 kg trên một cây. Và có những cái vườn mà năng suất nó cao hơn và cái tiềm năng năng suất cao thì cái ở giai đoạn giữa mùa mưa này chúng tôi khuyến cáo bà con bón cao hơn ở cái giai đoạn đầu mùa mưa, có thể là 0,7 đến 0,8 kg loại NPK 16-69 trên một gốc. Và ở giai đoạn cuối mùa mưa, tức là khoảng độ tháng 9 đến 10 thì cái lượng bón cũng lại NPK 16-69, nhưng mà cái lượng bón nó giảm xuống, nó chỉ từ 0,5 đến 0,6 kg trên một gốc. Với cái cách bón như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể đáp ứng được cái tiềm năng năng suất của một số giống phổ biến hiện nay. Và cái trường hợp thứ hai, nếu như mà trong cái điều kiện năm nay mưa thất thường và mưa không đều mà chúng ta không chủ động được nước thì với cái loại phân bón NPK như chúng tôi khuyến cáo, mà với cái tập quán của bà con nông dân là bón xong thường là chúng ta bón rải trên mặt, thế thì vậy là trong cái điều kiện mà khô hạn mà không có chủ động được nước thì chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con chờ khi mà có đủ nước mưa thì mới bón, lúc đó thì mới có hiệu quả. Chứ còn nếu như không đủ nước mà chúng ta bón xong rồi cái phân bón NPK nó nằm ở trên mặt đất, nó phơi ra trong điều kiện nắng nóng như vậy thì nó sẽ bay mất đạm và nó sẽ làm cho cái thất thoát phân bón của chúng ta và rất là lãng phí. Và đây là những cái lời khuyên và những cái hướng dẫn rất là cụ thể chi tiết. Chúc chị Nguyễn Thị Mai và bà con nông dân trồng cà phê trong năm nay đạt nhiều kết quả tốt. Vườn cao su nhà tôi có diện tích 3 hectare, cạo năm thứ 3. Xin hỏi nhà khoa học, bón phân đầu mùa mưa cho cây cao su, tôi nên chọn công thức phân bón như thế nào? Ưu tiên yếu tố dinh dưỡng nào để đảm bảo lá quang hợp và tạo sản lượng mũ tốt? Giải đáp câu hỏi tuần trước, NPK 16-8-16-13-STE là loại phân bón phù hợp nhất cho cây cà phê giai đoạn cuối mùa mưa. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Sơn Lâm, tỉnh Tiền Giang đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, để cây cao su quang hợp tốt và cho năng suất thì yếu tố dinh dưỡng nào là quan trọng nhất? A. Lân, B. Đạm, C. Kali. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM khoảng cách, câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Đến đây, thời lượng chương trình Canh tác thông minh xin được khép lại. Mọi thư từ góp ý, quý vị và bà con hãy gửi về hộp thư canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là canh tác thông minh a@bình điền.com, hoặc cũng có thể gọi về tổng đài 084-3968-777. Quý vị và bà con có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là trên kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9
hoặc V9 Online. Xin được cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi chương trình suốt 20 phút vừa qua. Xin cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, nông nghiệp đô thị đang phát triển mạnh mẽ và đa dạng loại hình. Đâu sẽ là giải pháp phù hợp giúp người nông dân đô thị canh tác hiệu quả? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 7 tháng 7 năm 2024 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa.